Cây này cây trung nu nha bạn. Nay mình bán hai cây mini trung nu. Cây này người ta có chuyển nhịp ngay chỗ này, lên cái nhịp này bắt đầu bây giờ chuyển. Bây giờ vô ngọn nè. Cây này có cái đế đẹp lắm. Cây này có cái đế đẹp. Nói chung những cái cây này là mới bứng vô không các bạn. Hôm nay bứng toàn những cái cây mới bứng ngoài vườn luôn, không có làm bầu, không có làm biết gì hết. Anh em nào mua thì gửi đi. Mấy cái này hoành khoảng 20 thôi. Hai cây mini nha các bạn. Đây một cây. Đó mình soi với chai nước này nha. Trung nu nha mấy bạn. Có một số hỏi cây gò công lá trung. Có một số anh em nhiều khi biết sao gò công lá trung. Gò công là chỉ có cái một cái dòng duy nhất là cái dòng trung sim nha mấy bạn. Còn cái dòng trung nu này là gò công cũng có chứ không phải là không có nha mấy bạn, nhưng mà mình nói là nó không có đặc trưng, là nó không có đặc trưng của gò công nha mấy bạn. Tại cái dòng trung nu này nè, gò công vẫn có, mình giải thích là gò công vẫn có, nhưng mà mấy cái tỉnh khác cũng có luôn nha mấy bạn, không có riêng gì gò công đâu nha. Nên cái dòng trung nu này đó là không phải là cái dòng nguyên bản của gò công nha mấy bạn. Dòng trung nu này thì hầu như là cái tỉnh nào miền Tây cũng có hết bạn. Còn cái gò công là chỉ có đặc trưng là lá lớn thôi nha. Còn lá trung là trung nu này nè là hầu như tỉnh nào cũng có, Bến Tre, Sa Đéc, nói chung mấy cái tỉnh miền Tây, Trà Vinh đều có hết mấy bạn. Cái đó một số anh em nhiều khi ở gò công nhiều khi nói sao cái đó mình không biết, thì mình nói chung là theo cái sự hiểu biết mình vậy thôi, còn không biết mình có nhầm lẫn hay không mình không biết nha. Như một số anh em nói gò công lá trung, cây này thì trồng ở gò công thì cũng là gò công lá trung nha mấy bạn, cũng là gò công lá trung lá nhỏ đó, gò công lá trung, gò công lá trung. Nhưng mà thật sự cái dòng trung nu này nè là ở đâu cũng có nha mấy bạn, để mình phân biệt cho rõ nha. Còn nói chung là nhắc tới gò công á, nu gò công á, là phải nhắc tới lá lớn nha, không bao giờ mà nhắc tới lá trung nha. Để lấy cái dòng trung nu này nè ở đâu cũng có đó. Còn gò công nó chỉ có một cái dòng duy nhất là trung sim, nhưng mà cái lá của cái cây trung sim á nha mấy bạn, nó vẫn lớn hơn cái cây lá trung nu này, nhưng mà nó nhỏ hơn cái lá lớn một chút thôi, lá nó hơi tròn tròn, nhưng mà thật sự nó cũng gần bằng với cái lá lớn mấy bạn. Giờ mấy bạn phân biệt không được đâu, nó hẳn vậy luôn. Tại nhiều khi nó vô cây lá nó hơi nhỏ một tí xíu người ta kêu trung sim vậy thôi, chứ không phải, nó vẫn là cái lá lớn nha mấy bạn. Nói chung hiểu cho rõ một chút, còn số anh em hiểu sao thì nói chung mình cũng không rành không biết. Đây một cây nha, đây cái cây nè, đây cây này cũng trung nu nè. Cây này nói chung là không phải trồng gì, trồng gì nữa ra. Cây này có cái đế cũng đẹp đó. Trung mới bứng lên cũng không có vô bầu, vô biết gì ra rễ nè đó. Mua thì gửi đi thôi, không gửi chứ. Nếu mà không ấy thì mình cũng vô bầu lại, trồng lại, ương lại. Người ta có chuyển nhịp, chuyển ngọn nó vô lại, giờ mấy bạn vậy bắt ngọn vô nữa. Cái cây này nó bự gư, cả ngón chân cái, hơn ngón chân cái tôi chút à. Nay mình bán hai cây nha bạn. Bán một lượt hai cây nha. Bán một lượt hai cây. Hai cây nha bạn. Bán một lượt hai cây cho có tiền chút, mấy cây này giá rẻ mấy bạn ơi.